Xin chào tất cả các bạn, hiện tại chúng tôi đang có mặt tại phòng trị liệu giảm béo tại thẩm mỹ Bali. Đang có một chị khách hàng đến từ Hải Dương ạ. Chị, em thì chị ạ, em xin được phép được chia sẻ với khách hàng của chị trước khi mình chị đến bên em chị nhé. Như các bạn có thể thấy ạ, đây là vùng bụng của chị khách ạ. Vùng bụng rất là to với cả những cái đường mỡ rất là lớn. Thì các bạn nhìn cái này, mỡ tập trung ở vùng bụng dưới rất là nhiều. Và chỉ sau 8 ngày thôi ạ, hôm nay là buổi thứ hai chị đến điều trị và như các bạn có thể thấy vùng bụng đã giảm rất là nhiều. Theo cái tổng kết của chị thì chỉ sau 8 ngày chị đã giảm được gần 2 cân và giảm đến tận 8 cm rưỡi vòng eo. Đây như các bạn thì nhìn thấy ạ, kết quả điều trị rất là tốt. Và chị ơi, chị có thể chia sẻ cho bọn em là trong cái quá trình mà chị làm ạ, chị có thấy đau rát thì không chị? Không, thì nóng hơn. Cái ngày đầu tiên mà sau khi chị giảm béo về ạ, chị thấy cơ thể mình như thế nào ạ? Có những cái biểu hiện gì mà chị cảm thấy khó chịu hay là tức tối không chị? Đầu tiên thì ngày đầu về thì cảm thấy cảm giác là mình cũng lặng, chị nặng lề hơn một chút, nặng lề hơn một chút, không biết là phù hơn. Xong rồi đến ngày hôm sau thì cũng cảm thấy như thế, nhưng từ ngày hôm thứ ba khi mình đào thải ra thì tự nhiên là thấy nó nhẹ nhõm. Cảm thấy không cái ục ịch như cái mấy hôm chưa đi làm là cái ục ịch mà cảm thấy khó thế mà. Thế à? Vâng. Lúc này là chị đi vệ sinh hay là chị có thấy đào thải ra và mỡ thì chị? Chị đi vệ sinh là chị thấy như cái buổi đầu ấy là mình thấy đào thải ra những cái mỡ đen, mỡ đen. Thế là liên tục trong chị đi khoảng không phải tầm 15-20 phút mình lại thấy đi tiếp 3 lần liên tiếp luôn. Sau đó là chị đi buổi sau thì không đi, nhưng buổi sau 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 nữa thì thấy là băng mỡ khi mình đi là nó màu vàng. Cho nên sát cái buổi ngày hôm chị chuẩn bị đến đây thì chị lại đi một lần nó màu đen. Em được biết là trước đấy chị cũng có sử dụng các cái biện pháp để giảm cân khác đúng không chị? Chị có thể chia sẻ kinh nghiệm với cả mọi người các cái phương pháp mà chị đã từng thử so với cả cái phương pháp mà giảm cân bên em được không ạ? Nói chung là mình cũng đã đi đánh mỡ bụng đánh cả tháng không thể giảm. Sau đó thì quay ra thì mọi người uống thuốc giảm cân thì mình cũng thấy mọi người cũng có cái giảm thì mình cũng uống. Không này chẳng giảm lại tăng cân. Lại một lần nữa tiếp tục giảm cân. Sau đó mình chọn cà phê giảm cân. Thì uống đấy thì tác dụng tốt, nhưng mà thứ nhất là làm cho mình thức chế, nó không muốn ăn, không muốn ngủ. Người rất là mệt. Và thứ hai là người cứ sơ xác sau một thời gian như thế. Thì cái mặt của mình xám xịt lại. Nhưng mà ngừng thuốc giảm cân uống cà phê cái này cân lại tăng trở lại. Bây giờ càng cao tăng ta không giữ nổi. Không giữ nổi luôn đúng không ạ? Lại tìm phải biết đến biện pháp này. Cũng mong là biện pháp này sẽ là biện pháp hiệu quả nhất. Mới một tuần thì cảm nhận là thấy nó cũng tác dụng là tương đối. Vâng. Cũng hy vọng là sẽ cải thiện nhiều hơn nữa. Đúng rồi ạ. Chị yên tâm là với phương pháp này của bọn em thì cam kết là sẽ không béo trở lại chị nhé. Tất nhiên là chúng ta vẫn phải kết hợp với cả tập luyện thể dục nếu như mà chị có thời gian ạ. Hoặc là những cái biện pháp mà ăn uống hoặc là ngủ nhé. Thì chị cũng phải rất là điều hòa cho em nhé. Vâng ạ. Nếu như mà tất cả các bạn có những cái băn khoăn này thắc mắc gì ạ thì có thể để lại số bình luận hoặc là để lại comment của chúng tôi dưới bình luận này ạ, hoặc gọi điện ngay đến số hotline 0386 463 463 để được tư vấn nhé. Cảm ơn tất cả mọi người, em cảm ơn chị ạ.